Buồn thì đi quay gacha, và hôm nay tôi quay đến hai lần vô, và hôm nay tôi đi đến Momotaro để quay gacha. Và vô tình ở đây có chương trình Black Friday từ bây giờ cho đến cuối tháng 30 tháng 11. Đập vào mắt tôi đó chính là các mô hình Genpla và của Moto Nuclear, vì đây là lần đầu tiên mình thấy ở trong này. Nhiên không thể thiếu các mô hình của anime quen thuộc One Piece, Dragon Ball cho đến Pokemon, thậm chí có cả Kamen Riders và Gundam nữa. Nhưng thứ mà làm tôi đến đây đó là bởi vì chương trình gacha đặc biệt này. Và đây chính là cái tủ sản phẩm. Các mô hình trong tủ bao gồm mà Kimetsu no Yaiba, Tokyo Revenger, Naruto. Tôi biết là các bạn đang suy nghĩ giống tôi, có rất là nhiều mô hình đẹp đúng không? Đúng không? Các bạn thừa nhận đi, tôi biết điều đó. Và tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sau một hồi tôi tham khảo, tôi quyết định quay. Cảm giác của tôi rất là thú vị. Đây chính là cảm giác được 2S. 2S là tôi được đến 3 figure lận. Sau một hồi tham khảo thì tôi quyết định chọn 3 cái mô hình này. Và đố các bạn biết tại sao có mấy mô hình khác đẹp nhưng mà tôi lại chọn 3 cái mô hình này. Bạn nào biết thì comment cho tôi nha. Lâu lâu mới có bà chủ kênh đi theo quay, nên là tôi quyết định tặng một lượt quay. Và bà chủ kênh quay được Inosuke nè. Bạn nào thích thì hãy nhanh tay đến đây để quay nha.